Ông Lâm, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp ông lấy lại được trí nhớ. Đúng. Bằng cách thôi miên. Và giới thiệu với ông vị giáo sư tiến sĩ chuyên thôi miên, giáo sư Pa. Vô. Ông tập trung chưa? Làm luôn đi chứ ba. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây. Thiệt hả? Đây là dây chuyền của má tôi để lại. Sợi dây chuyền nó rất là linh thiêng, chứ không phải là dây chuyền bình thường. Ông hiểu không? Nhiệm vụ của ông bây giờ là tập trung thật là cao độ vô sợi dây chuyền này và lắng nghe những gì mà tôi nói. Ông Lâm, hãy nhìn vô. Lỡ mình bị thôi miên thiệt, nói hớ ra chắc chết. Ba, trời ơi, ba nhìn vô sợi dây chuyền đi. Nhìn vô. Ông Lâm, ông có muốn hết bệnh không? Tập trung vô. Nhìn vô. Hỡi những linh hồn đã cư trú trên trời cao, hãy xuống đây với ánh sáng vô trần. Hãy xem đây là nơi quán trọ. Hãy về đây, về đây, về đây. Anh và em đến nơi muôn trùng qua đại dương mênh mông xa. Ta cùng nhau đến nơi muôn trùng qua đại dương mênh mông xa. Ba thấy gì chưa ba? Thấy nước không ạ? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thấy nước là đúng rồi đó. Tưởng tượng đi, tưởng tượng đi. Ông đang đi trên sa mạc. Anh và em đến nơi muôn trùng qua đại dương mênh mông xa. Khoan. Gì vậy? Tôi khát nước quá. Ủa sao khát nước? Tôi xe bạc nóng quá. À, nóng quá, cho anh miếng nước, cho anh miếng nước. Lẹ đi, lẹ đi. Hùng quá à. Lo tập trung đi. Đúng rồi, tập trung đi anh. Nhìn vô. Anh và em đến nơi sa mạc qua đại dương mênh mông xa. Ta cùng nhau cùng. Nó nghe, nó nghe nè. Cho tôi xin cái quạt đi. Nóng quá. Ủa cái gì đó? Tập trung đi ông Lâm. Ông nhìn cái này thôi. Ông tưởng tượng. Không phải. Đi trên sa mạc nóng quá thiệt. Trời ơi. Cái là cái lời bài hát thôi. Ông tưởng tượng, ông hiểu không? Mình tưởng tượng mà đang sa mạc đã quạt cho ông. Không ấy, bây giờ mình đổi cái khác được không? Cho ông ra biển đi. Ra biển đúng không? Ừ. Lẹ đi. Mà ghê luôn đó. Tập trung. Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên. Hả? Tôi không biết bơi. Vô thảo cầm viên mà cũng không biết bơi nữa. Trời ơi, ông này, ông tập trung đi, mới biết gì đây. Tôi chưa thấy ai mà phiền như ông luôn, thôi dẹp luôn đi trời. Thiệt luôn á, trước đó. Giờ ông ba, từ khi ông làm nghề đến bây giờ chưa bao giờ mà gặp cái trường hợp nào mà rối beng như ông vậy. Ừ. Thôi, mọi người, đi theo con. Ừ. May quá, họ dừng lại rồi. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Tại vì á, chị liệu tinh thần cho ba không được, cho nên tụi con lại quyết định trị liệu vật lý. Cái thứ nhất, thắt cổ. Thứ hai, chấn nước. Cái thứ ba, đập đầu con cá chơi. Vô. 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 Không. Không có. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.